Và bây giờ Kỳ Lăng sẽ tiến hành thực hiện thay cái vành bezo gốc này ra và đưa cái vành bezo vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hoặc xoắn thiên nhiên tuyển chọn này vào. Đây là kết quả mà Kỳ Lăng đã thực hiện chế tác một cái vành bezo từ vàng nguyên khối AU750 và đính vào đó những viên kim cương hoặc xoắn thiên nhiên mà Kỳ Lăng đã tuyển chọn từng viên một với thông số đồng nhất về kích thước, đồng nhất về độ sạch và những thông số chuẩn nhất như huỳnh quang, nhắc cách, chiều cao của viên kim cương, độ rộng mặt bàn, vân vân, để cho viên kim cương trở nên chuẩn nhất và bắt sáng nhất, đẹp nhất, trắng nhất và lấp lánh nhất, rực rỡ nhất để đưa vào chiếc đồng hồ giá trị đẳng cấp sang trọng thượng lưu này. Đây là cái vành gốc ban đầu từ trong chiếc đồng hồ này và Kỳ Lăng đã bê ra ngoài để ở ngoài đai cắt, bàn giao lại cho khách hàng để bảo quản. Sau này nếu như không thích những viên kim cương nữa thì mình chỉ việc bê đưa lại vào và đưa cái kia ra là xong. Thì Kỳ Lăng thực hiện một cái vành hoàn toàn khác mà do đích thân bên Kỳ Lăng Luxury đã chế tác từ vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại với công nghệ nén vàng không bọt không xốp chuẩn hội ngoại, thì vàng mới cứng, không xốp, không bọt và ánh bóng từ hồng độ gold mới chuẩn được. Và sau đó kỹ thuật máy móc hiện đại chuyên nghiệp để chia tỷ lệ ổ cháu cũng như là kỹ thuật chuyên sâu của kỹ thuật cao cấp chuyên về hàng cao cấp Luxury để nhận hột từng hột một vào, thì chiếc đồng hồ đã trở nên lộng lẫy và quá sang như thế này. Và đây là thành quả mà Kỳ Lăng đã thực hiện. Nếu như quý khách đang sở hữu những chiếc đồng hồ Rolex chính hãng hoặc bất kỳ những chiếc đồng hồ nào chính hãng từ đất nước Thụy Sĩ và muốn đẹp hơn, lộng lẫy hơn từ vành bezo mặt đồng hồ bên trong hoặc là bên trên da đồng hồ, muốn đính vào những viên kim cương tuyển chọn thì hãy đến với Kỳ Lăng. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lăng giới thiệu về dịch vụ chuyên về nâng tầm, nâng cấp từ update và custom những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn vào những sản phẩm đồ giá trị của quý khách, bất kỳ đồng hồ từ Thụy Sĩ nào chính hãng hoặc bất kỳ những vật dụng nào của chúng ta từ vàng, thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng Luxury để Kỳ Lăng thực hiện đính những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn vào. Và không phải là vàng không, bất kỳ những chất liệu nào, kể cả thép, bất kỳ những chất liệu vàng trắng hoặc vàng vàng, vàng hồng hoặc là bất kỳ chất liệu gì về những sản phẩm giá trị cao cấp từ những đất nước chuyên về đồ cao cấp, thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng Luxury để Kỳ Lăng thực hiện đính custom những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn và theo ý mình. Kỳ Lăng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lăng, và Kỳ Lăng kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lăng Luxury sang trọng đẳng cấp thượng lưu.